Hello anh em nhá. Thì hôm nay mình chia sẻ với anh em là kinh nghiệm làm cửa sinh pha Quảng Đông bốn cánh nhé. Nó là sinh pha Quảng Đông cửa đại, dùng đỗ chân bên trên, dùng đỗ chân chứ không phải đỗ chân bên trên, nói nhầm. Mình đang để ướm khung nó cánh ngược lên trên. Đây là đỗ chân là bản 14 phân nhé. Đây là bản cửa đi. Thì cũng rất nhiều anh em chia sẻ rồi, thì hôm nay mình chia sẻ kinh nghiệm khi chúng ta làm cửa đi bốn cánh, mà đây là hệ mở trong nhé, mở trong chứ không phải mở ngoài, mà dùng đôi chân. Đôi chân là thế nào? Đôi chân là cửa bốn cánh thì chúng ta sẽ phải cắt 8 cái cây đứng này. Là chúng ta đầu bên trên thì chúng ta chỉ chém 45 độ thôi nhá. Còn bên dưới thì chúng ta chém vuông. Chém vuông. Cái đôi chân thì chúng ta phải lưỡi phay chúng ta phay. Đấy. Phay nhá. Thế thì làm bộ này thì chúng ta phải cần, thứ nhất là khung bao cửa đi này, cây mở trong. Thì mở trong thì chúng ta dùng cây đỗ tê nhé, đỗ tê ở giữa này, đỗ dê để chúng ta chia vách ấy. Thì mở trong chúng ta dùng như vậy, còn nếu mà mở ngoài thì chúng ta phải ghép khung. Mở ngoài thì ghép khung chúng ta. Cũng nhiều anh em mà không ghép khung mà chúng anh em dùng đô tê. Đô tê thì anh em nếu mà không ghép khung thì nó sập, nó quay ra ngoài. Còn nếu mà mở trong thì chúng ta dùng đô tê này. Vì sập nó quay trong nhà rồi, chúng ta mở trong nhà, quay trong nhà. Đó. Đấy. Thì cái đô tê này nhiều anh em chia rất buồn cười. Cái đô vách này này thì anh em chia đều ba thanh. Có nghĩa là ba cái ô vách phía trên này chúng ta, anh em nhiều anh em chia đều rất buồn cười vì nó không cân đứng, không 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 cân xứng. Đây của mình là mình chia thẳng tâm của cánh nhé, thẳng tâm của cánh thì nó mới đẹp. Còn đặc biệt ở giữa này chúng ta không nên chia xấu, chúng ta chỉ chia thẳng tâm ở cánh thôi. Nhưng nhiều anh em là chia cái ô vách này là chia, anh em chia đều ra ba ô thì những cái đường thẳng tâm cánh này nó không bằng nhau, nó không trùng nhau, nó không, nó rất là xấu. Khi mà dựng lên bộ cửa lên lắp lên thì nó rất là xấu. Còn đây mình chia thẳng tâm của cánh này, chia thẳng tâm của cánh nhé. Đó, chia thẳng tâm của cánh. Thì cái bộ này kích thước nó cực kỳ là hợp lý này. Anh em là tham khảo kích thước nhé. Đây là chiều rộng này nhá. Của cái bộ cửa này là 3 m, 3 m 12. Thực tế là nó là 3 m 12 nhé. Thực tế 3 m 12. Cao là 2 m 8. Cao 28 đấy, chia ra nhất đều và hợp lý. Cánh có 75 phân cánh thôi, cánh 75 phân là rất là hợp lý luôn, cực kỳ hợp lý luôn. Còn chiều cao cánh là anh em bắt buộc phải lấy lọt sáng là 2 m 35 nhé. Đấy, 2 m 35 lọt sáng từ chân nên cái mép của cái đỗ tê là 2 m 35, là lọt sáng là cùng đẹp nhé, 2 m 34 35 đều đẹp. Đấy, phong thủy nó như vậy. Cửa đại người ta thường thường là lấy 2 m 35, 2 m 34 35 là đều đẹp nhá. Đấy. Cái tâm đô tê kia là phải chuẩn với cái tê, chuẩn với cái tê nhá. Đấy. Cái tâm của cái khe hở là chuẩn đô tê. Thì kinh nghiệm mà cắt thì nó như nào, có nghĩa là anh em nhá, anh em nếu mà anh em chưa có kinh nghiệm, anh em cắt ba, anh em đo lò lòng của cái đô tê ngang này, kích thước nó nằm của cái đô tê này anh em trừ đi 2 phân rưỡi, bởi vì vì nó lắp bản đề 4D của cây long hoặc là huy hoàng ấy, là khe hở của nó là 5 ly cơ, 5 ly như mình nhé, nên nhớ là 5 ly nhé. Tuy cái sống của bản đề nó là 4 ly nhưng mà khi mà anh em bắt lên cửa, anh em dựng cửa lên thì nó là 5 ly, đo nó là 5 ly nhé. Đó. Nó xê dịch 0,01 thì gì đấy thì chuẩn rồi, chuẩn khe hở của nó là 5 ly. Tắt cái máy hơi đó. Đây này, mình thực tế này. Anh em nếu mà anh em chưa bắt bản lề, anh em dựng lên như này.
Anh em dựng tất cả cánh như vậy như nhược mình nhé. Dựng bốn cánh lên như này nhé, đúng không? Em dựng hẳn bốn cánh lên như này. Đấy, em dựng lên nha. Em dựng bốn cánh lên, còn anh em ướm đo cái chỗ này là cứ chuẩn 4,5 đi. 4,5. Cái này 4,5 này. Cánh thứ hai cũng phải là 4,5. Khi mà chúng ta bắt bản lề và nó phải khe hở nó phải tầm 5 ly đấy. Còn cái khe hở giữa này nhé. Khe hở ở giữa này anh em cứ cho là 5 ly thoải mái đi. 5 ly. 5 ly thoải mái, nếu mà khe hở có là chuẩn 5 ly nhá. Đo đúng 5 ly thì người ta bắt cái khóa đa điểm, cái vấu đa điểm thì nó sẽ không chạm cánh. 5 6 ly đều được, nếu mà khe hở giữa 5 6 ly đều được, nếu mà 7 ly thì to quá. 5 6 ly đều được. Còn cánh thứ ba là cũng phải đập 4,5. Cánh này cũng vậy. 4,5. Đó, anh em kinh nghiệm như vậy. Nếu mà anh em không bắt bần này trực tiếp, không bắt trường trực tiếp thì anh em có thể dựng như một của mình như này. Đúng không? Anh em không bắt bản lề trực tiếp vào khung và cánh mà anh em có thể dựng lên như theo kiểu của mình như này. Một là anh em có thể dài xuống đất, dài xuống lên, tránh trường hợp là nó xước là được. Không thì anh em sẽ dựng lên tường như này, rồi anh em ứng như này, nó sẽ chuẩn luôn. Cái này mình dựng này là chuẩn 99,9% luôn. Bởi vì mình làm rất nhiều bộ sinh pha bốn cánh, mình đều thể áp dụng cái phương pháp này mình làm. Chưa thấy bộ nào là nó sai sót cả. Đó nhá. Chưa thấy bộ nào nó sai sót. Chưa thấy bộ nào sai sót. Cứ dựng ướm như này là được. Đây nó gọi là giải ra đấy. Nhưng mà không bắt bản lề trực tiếp thì giải ra như này. Hoặc là kỹ hơn thì có thể là bắt bản lề trực tiếp bên cánh khung và bên cánh cánh. Nên nhớ là cửa sinh pha Quảng Đông hoặc là ấy là dùng bản lề kim long hoặc là bản lề huy hoàng thì nó dùng có loại là cánh cánh và cánh khung. Cánh khung là cái bản lề ở bên khung bao, còn cánh cánh là bên đô động với lại cánh đấy. Còn giữa này là một cái đô động nữa, một cái đô động nữa. Có là bản cửa bốn cánh thì nó sẽ có 3 cây đô động anh em nhé. Nên nhớ là 3 cây đô động và 8 bản lề cánh cánh và 8 bản lề cánh khung. Đó. Tùy theo anh mọi người bắt bản lề bao nhiêu. Còn kính thì có thể từ 6 ly 38 hoặc là 8 ly 38. Nếu mà anh em cho 8 ly 38 hoặc là 10 ly 38 thì rất là nặng, nó không đảm bảo đâu. Đó, thì cửa kính càng nặng thì sẽ ảnh hưởng đến bản lề, mà bản lề không tốt thì sẽ nhanh sệ. Đó, thì cái đôi chân cũng vậy. Đôi chân kia thì chúng ta sẽ đo, chúng ta phay. Đo phay xong là chúng ta bắn trực tiếp vào. Khi bắn trực tiếp vào chúng ta sẽ dùng ke chúng ta khóa ở cái chân bên dưới. Khóa chân bên dưới, khóa lại. Cụ thể khóa như nào thì tí mình sẽ cho mọi người xem. Đấy, còn đố chân kia nhá, những đố chân kia chúng ta phải cắt vuông hết. Cắt vuông 90 độ. Bắt buộc là cắt phải vuông. Đấy. Còn sinh pha này nhá, sinh pha này làm ví dụ làm bốn cánh là chúng ta nếu mà dùng máy ép góc thì cũng thể là rất bị nhiều sai sót, cực kỳ sai sót luôn. Chúng ta ép không đều, khe hở của nó sẽ bị cái điểm 45 độ, chém 45 độ nó sẽ là tụt lên hoặc là nó nõm vào. Mà anh em ghép không chuẩn thì nó không ok đâu. Thì của mình là mình dùng ke vĩnh cửu hệ 4 lỗ, dập máy hơi. Đây, máy hơi này. Đây là máy hơi của mình. Máy này mười mấy triệu thôi. Đấy.